Sao Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng một chiếc quạt Mitsu rất là đẹp. Ở đây toàn bộ em nhập là hàng chợ chứ không nhập hàng lô xấu đẹp lẫn lộn các bác nhé. Đây em chỉ nhặt những cái nước đầu của một cái lô hàng về thôi. Ở đây là một cái con của hiệu Mitsubishi. Các bác nhìn đây, lồng sáng choang nhé, những cái lồng nó mạ chrome sáng choang luôn. Bao nhiêu năm thì nó vẫn như vậy thôi chứ không han gì được. Đấy. Nếu mà nhập hàng lô thì về thì nhiều con lồng nó rỉ, nó han, nó xấu lắm ạ. Nhưng mà đây thì nhập hàng chọn một con Mitsu chạy im re các bác nhé. Quạt Nhật nó có cái giá trị của nó là gió thổi mạnh xa nhưng mà là êm, không gây ồn ào, nhức đầu khó chịu, nhất là những cái bác khó ngủ, những người già khó ngủ mà dùng những cái quạt của Liên Doanh ấy thì chạy rất nhức đầu luôn. Những cái quạt này nó rất là phù hợp cho các bác dùng trong các cái phòng điều hòa. Vì bây giờ đa số nhà ai cũng dùng điều hòa rồi. Điều hòa thì mình không cần dùng cái quạt nó mạnh đâu ạ. Đấy. Những cái quạt của Việt Nam mình ấy, nó chém gió rất là mạnh. Thì cứ ào 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 thì các bác tưởng là gió nó to thôi. Nhưng mà thực ra thì cái gió của nó không có bao nhiêu đâu. Nhưng bọn này thì nó cứ âm thầm, nó riu riu này. Nhưng mà cái lượng gió của nó ra lại khá là nhiều nhé. Dùng cái quạt Nhật này ngủ nó không bị bạt hơi ạ. Không bị bạt hơi nó không gây mệt. Nhất là người già trẻ nhỏ. Đấy là những cái ưu điểm của nó thôi nhé. Độ bền thì vô đối rồi, hàng trăm năm có khi vẫn chạy vô tư. Đây như những cái quạt này với tuổi đời của nó toàn vài chục tuổi các bác nhé. Càng tuổi cao thì nó lại càng đắt. Thế nó mới hay như vậy. Dùng mãi nó vẫn giá vậy, có khi thậm chí có những cái chiếc VIP còn càng dùng càng đắt đấy. Mitsubishi các bác này. Có hẹn giờ các bác nhé. Phím các thứ chức năng hoạt động kết ok. Mitsu chạy rất khỏe, con này mát lắm. Mát nhưng mà êm, gió thổi xa, không gây bạt hơi, khó chịu. Tình trạng hàng chọn đẹp. Trước này em bán là 1.900.000 nhé. Đấy, bác nào lấy thì em đấu thích thì em đấu biến áp cho. Còn không thì mình sẽ cắm biến áp bên ngoài. Nếu mà con nào phù hợp mà đút được biến áp bên trong thì em sẽ đút bên trong nhé. Khả năng con này cái đế nó không biết có đút được không. Đấy, còn không thì các bác cắm biến áp bên ngoài. Đấy, nguyên zin của nó. Đúc lăng các bác ơi. Một triệu chín những cái chiếc quạt Nhật này thì các bác cứ dùng muôn đời luôn, tội gì phải mua mấy cái quạt Trung Quốc hay là quạt Liên Doanh ạ. Cái chiếc này nó cao là 90 phân các bác nhé, cánh 30, tình trạng hoạt động hoàn hảo. Chào các bác.